na chiều về răng răng sương mờ, hương rừng sao xuyên ngất ngây hồn ta. Mây bay vương vương lưng chừng đồi, đồi địa lan hoa tím bâng khuâng. Tiếng ve ngân bên dòng suối vắng, dù chiều mơ màng bình yên. Bạn ơi, ân mình trong núi những ngôi nhà xinh. Ngày mai ta trồng hoa rừng đầu ngõ, mai mọc mặt trời mở cửa chào nhau. Bạn ơi, thác chữ tê ai gọi thác mơ, hồ thủy dương ai gọi thành thơ. Thương hoài bà na ơi, bà na gọi tình yêu xa thêm gần, qua đèo ông gấm thêm thương người xưa. Nghe con chim kêu bên lưng đèo, chạnh lòng ta nhớ bước chân ai. Bước qua gian nan tìm núi chua, khắc hồn mơ mộng vào cây. Trời mây để nghe chim rừng hót mừng rộn rã, ngỡ vừa lạc vào một cõi đào nguyên. Bạn ơi, tiếng hát ai bên dòng suối mơ, lời tình yêu ai dệt thành thơ, để ngẩn ngơ thương hoài bạn à. Toàn cảnh Đà Nẵng xinh đẹp nhờ tầm nhìn xa rộng như vậy, mà ít ai ngờ rằng Bà Nà chỉ cách biển độ 20 km theo đường chim bay. Bà Nà, nơi hội tụ vẻ mông lung lãng mạn của tạo vật, chút hoài cảm gạch ngói rêu phong của thời gian. Từ trên đỉnh Bà Nà nhìn về Đà Nẵng, con người như cảm thấy mình có được một cuộc sống khác, tận hưởng được những hạnh phúc khác, những thứ mà cuộc sống náo nhiệt thị thành không bao giờ có được. Bà Nà là Đà Lạt, là Sapa của Đà Nẵng và miền Trung. Quả là không sai. Điều lý thú hơn là nếu như đi từ Sapa, Đà Lạt về đến biển phải ngót 500 km, còn từ Bà Nà về đến biển chỉ có 40 km, với những bãi tắm tuyệt đẹp như Xuân Thiều, Mỹ Khê, Bắc Mỹ An. Chỉ khoảng 1 giờ đi xe trong không gian rất ngắn, ta có thể thưởng thức thiên nhiên của rừng và biển, thưởng thức khí hậu của hai vùng khác biệt. Bà Nà ôn hòa mát mẻ quanh năm, còn Đà Nẵng có khí hậu đặc trưng của vùng nhiệt đới. Hiền lương đêm ngày hát thương đầy cô lỡ hẹn hò nhau. Bà Nà, cái tên nghe thật thân thương, thật quyến rũ, đã đến đây một lần rồi sẽ nhớ mãi không thôi. Cái hấp lực của núi rừng, của không khí đặc trưng nơi đây cứ réo gọi ta xách ba lô lên đường. Và cứ có ai muốn đi miền Trung, muốn tới Đà Nẵng là cứ nghĩ đến Bà Nà ngay. Vào quãng đường mây giăng, cái lạnh dịu dịu xoa hết mọi ưu phiền, ta cứ ngỡ như đang ở lưng chừng thời gian, bao cái lo cơm áo gạo tiền đã trút lại bên dưới rồi. Để con mắt ông hài rau nhảy lên bờ hái rau, rồi rau hẹo mẹ nhớ đã chỉ con
Đà Nẵng là đẹp lớn nhanh. Chuyến du lịch Đà Nẵng bán đảo Sơn Trà đến khu du lịch sinh thái Bà Nà đã đến hồi kết, để lại trong ta hình ảnh một vùng duyên hải miền Trung tươi đẹp vô ngần, một dải bờ biển ôm hẳn vùng phía đông của thành phố với những bãi tắm cát trắng trong vắt nước xanh, những dãy núi bao quanh thành phố cùng với Ngũ Hành Sơn, đèo Hải Vân và rừng quốc gia Sơn Trà, đưa người ta hòa trộn vào thiên nhiên để cảm nhận được sự gần gũi giữa con người cùng cây cỏ. Còn một hạnh phúc lạ lùng nữa chỉ của riêng Đà Nẵng, vừa vùng vẫy giữa sóng biển, chỉ cần qua khoảng 30 cây số, chúng ta đã rơi vào cái mát lạnh ôn đới của Bà Nà, giữa một thảm thực vật mênh mông, thầm lặng và bí ẩn. Và lòng ta vẫn mong, dù có những đổi thay không tránh được, đây sẽ vẫn là nơi mà khi đến, người ta muốn ở lại, còn khi đi, người ta muốn quay về. Trọn đời. Xuân giữa thiên nhiên kỳ thú, trong giáng thu chốn tâm linh hội tụ, bên ánh lửa hồng tận hưởng tiết trời đông, trải nghiệm bốn mùa trong một ngày. Bà Nà Hills, đường lên tiên cảnh. Chiêm ngưỡng và trải nghiệm những điều tuyệt diệu nơi đây. Bà Nà Hills, đường lên tiên cảnh. Đấy, suối, thác cái này đó. Đấy, suối mưa này. Đấy, cả này. Bên này này đẹp chưa? Đấy, đấy. 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 Đấy, thành thơ để ngẩn ngơ thương hoài. Bà Nà ơi, Bà Nà ơi, qua đôi nắm giống lưng chừng trời mây, để nghe chim rừng hót mừng rộn rã, ngỡ vừa lạc vào một cõi đào nguyên. Bà Nà ơi, tiếng hát ai bên dòng suối mơ, lời tình yêu ai dệt thành thơ để ngẩn ngơ thương hoài. Bà Nà ơi.
Bởi vì ở trên này nó vẫn trong mà. Là vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, trong những năm qua, Đà Nẵng đã vươn mình phát triển không ngừng và diện mạo thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Chỉ vài năm không đến Đà Nẵng mà thành phố này đã thay đổi đến choáng ngợp. Đường phố đông đúc, sầm uất, các cửa hiệu mọc lên như nấm, sành điệu không thua gì các phố trung tâm ở Sài Gòn, Hà Nội. Người ta nói dân Đà Nẵng giàu, giàu từ xưa đến nay chứ không phải mới đây. Có người nói vui, dân Đà Nẵng nghèo lắm, chỉ có 9 chỉ vàng, ráng kiếm thêm một chỉ là đủ một cây. Còn có 9 cây thì ráng thêm một cây nữa cho đủ 10 cây vàng. Như quý vị thấy đó, đến Đà Nẵng, đi lòng vòng thành phố, khó mà kiếm ra khu nhà ổ chuột hoặc một nhà nào nghèo khó như ở Sài Gòn, ngoại trừ các làng chài ven biển. Xanh tươi mới, thành phố đổi thay, cao
nguyên cái nhà hàng ấy. Nhà hàng ở trên đấy. Ở nhà hàng trên đấy luôn. Em có mua cái ổ khóa tình yêu không này? Mua có yêu ai chưa? Đà Nẵng luôn được biết đến là một thành phố nổi tiếng với những cây cầu gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố. Nếu như cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý tượng trưng cho niềm khát vọng vươn lên của người xứ Quảng, thì cây cầu tình yêu nằm bên dòng Hàn Giang thơ mộng mang lại một cảm giác bình yên, lãng mạn cho những ai từng ghé thăm. Khi phố lên đèn, cây cầu tình yêu hiện ra với vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Đến với cầu tình yêu, mỗi cặp tình nhân sẽ chọn một ổ khóa, khắc lên đó những dòng ước nguyện về một tình yêu thủy chung bền chặt. Màu sắc kiểu dáng của mỗi loại ổ khóa mang một ý nghĩa riêng biệt. Cầu tình yêu Đà Nẵng rộn ràng hơn trong dịp lễ tình nhân, ấn tượng với nét quyến rũ của cây cầu. Cùng với những cây cầu tình yêu nổi tiếng của thế giới như Pont Arch ở Pháp, cầu Luskov của Nga, cầu tình yêu Đà Nẵng Việt Nam được xem là một trong 8 điểm hấp dẫn hút khách trong dịp lễ tình nhân. Đến với Đà Nẵng, bạn hãy một lần ghé thăm cầu tình yêu để được hòa mình vào màu sắc rực rỡ của ánh sáng và cung bậc của tình yêu đôi lứa. Mưa rơi một giọt, nhiều giọt, rồi mưa đổ lộp bộp liên hồi lên kính xe, lên đường phố. Mưa đến thật nhanh, nhanh và lớn. Đường phố mới nãy còn khô ráo sạch sẽ, vậy mà chỉ trong tích tắc, nước mưa đã làm ngập lụt phần lớn hết các tuyến đường. Ngay cả những tuyến đường lớn mới được hoàn thành, mưa lớn và xối xả quá, hệ thống cống rãnh thoát nước không kịp nên ứ động. Có những đoạn đường nước ngập đến lưng nửa bánh taxi. Phải công nhận rằng mưa Đà Nẵng dữ dội, y như biển dậy sóng vậy. Mưa là mưa cho lớn, cho ngập. Mấy cái gạt nước trên kính xe làm việc hết công suất, mà cứ vừa ngưng qua bên này thì kiến phía bên kia đã mờ nước. Mưa đến mức tối trời, đường trơn, gió quật tứ tung. Và cứ có ai muốn đi miền Trung, muốn tới Đà Nẵng là cứ nghĩ đến Bà Nà ngay. Vào khoảng đường mây giăng, cái lạnh dịu dịu xoa hết mọi ưu phiền. Ta cứ ngỡ như đang ở lưng chừng thời gian, bao cái lo cơm áo gạo tiền đã trút lại bên dưới rồi. Để con thắng ông lại rau mẹ nhớ, mắt ông nhảy lên bờ, hái rau rồi rau héo. Mẹ nhớ đã chi đây Vĩnh Giang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy. Đà Nẵng là gì? Đẹp lớn nhanh. Chuyến du lịch Đà Nẵng bán đảo Sơn Trà đến khu du lịch sinh thái Bà Nà đã đến hồi kết, để lại trong ta hình ảnh một vùng duyên hải miền Trung tươi đẹp vô ngần. Một dải bờ biển ôm hẳn vùng phía đông của thành phố với những bãi tắm cát trắng trong vắt nước xanh. Những dãy núi bao quanh thành phố cùng với Ngũ Hành Sơn, đèo Hải Vân và rừng quốc gia Sơn Trà đưa người ta hòa trộn vào thiên nhiên để cảm nhận được sự gần gũi giữa con người cùng cây cỏ. Còn một hạnh phúc lạ lùng nữa chỉ của riêng Đà Nẵng, vừa vùng dậy giữa sóng biển, chỉ cần qua khoảng 30 cây số, chúng ta đã rơi vào cái mát lạnh ôn đới của Bà Nà, giữa một thảm thực vật mênh mông, thầm lặng và bí ẩn. Và lòng ta vẫn mong, dù có những đổi thay không tránh được, đây sẽ vẫn là nơi mà khi đến người ta muốn ở lại, còn khi đi người ta muốn quay về. Ông mới làm? Ta đi mấy ngày, 5 ngày à? Ta đây làm gì? À, bây giờ vẫn ở bên đấy với ông già ở riêng. Nào sang nhà tôi chơi. Tôi ở nhà suốt mà. Hai thằng ấy, ông hai đứa đấy à?
chuyển chút sức khỏe tới toàn thể gia đình. Xin hẹn gặp lại. Nhiệt tình. Sao mà hẹn làm sao mà lần sau mà có một cái chuyến đi nó vui vẻ hơn đây rất là nhiều. Dạ vâng, có sự đổi mới và cái đấy thì update thêm lần sau sẽ giúp kinh nghiệm chiếu suốt. Lần đầu em lấy vợ, lần đầu lấy vợ. Để hồi sách cho con. Để bố ơi. Về làm đồ nhắn nhá. Bye bye nhá. Chào vợ chồng Nam nhá. Ơ thế anh giờ đi bộ trèo tường quá hả? Trèo được. Đây là một hành trình đầy lý thú và bổ ích của đoàn chúng tôi. Bởi tour du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam, Cù Lao Chàm là chương trình khám phá thưởng thức dịch vụ du lịch tiêu biểu của con đường di sản miền Trung, là đến một vùng danh thắng kỳ thú hữu tình, đầy sức quyến rũ và không chỉ cuốn hút du khách bởi những nét đẹp văn hóa, lịch sử, những nét đẹp cổ kính, mà còn say đắm lòng người bởi sự thân thiện của con người nơi đây. Đồng hành cùng đoàn chúng tôi là công ty thương mại và dịch vụ du lịch Sen Vàng, một trung tâm uy tín và chất lượng. Hãy bỏ lại sau lưng những mệt mỏi, ồn ào của chốn thị thành. Hãy xách ba lô và lên đường cùng chúng tôi. Danh sách các thành viên trong đoàn tham gia trong chuyến du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam. Một Mai Trung Hải. Hai Mai Trung Hiếu. 3 Mai Đức Bình. 4 Nguyễn Thu Thành. 5 Trần Thanh Tuấn. 6 Trần Phương Nga. 7 Trần Bảo Phúc. 8 Trần Bảo Hiếu. 9 Nguyễn Văn Tú. 10 Nguyễn Thị Lương. 11 Bé Chim Hồ. Hello Cutie Pie. 12 Lê Tiến Nam. 13 Nguyễn Thu Hà. 14 Lê Tiến Dũng. Denied. 15 Phạm Như Quỳnh. Và một thành viên không thể thiếu trong đoàn chúng tôi, đó chính là hướng dẫn viên Nguyễn Điệp, một nhân viên ưu tú của công ty du lịch Sen Vàng, là một người nhanh nhẹn, tháo vát, rất khéo léo trong giao tiếp và ứng biến giải quyết những công việc trong suốt cuộc hành trình. Đây là một chuyến đi tràn đầy kỷ niệm của chúng tôi, trải nghiệm và di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, từ tàu hỏa, ô tô đến cano cao tốc vượt biển. Chúng tôi đã có những giây phút ngẩn ngơ như lạc vào chốn thủy cung, khi lặn biển ngắm san hô tại Cù Lao Chàm. Hành trình bao gồm 4 ngày đêm với bao nhiêu điều mới lạ, để chúng tôi khám phá. Ôi em thương nhiều hơn nữa.
chất lượng cây tơ. Em có về Nam Định với anh không? Có bờ đê thanh thơi ta hò hẹn câu yêu đương, chỗ này là trọn vẹn để ai xa cũng sẽ nhớ về đê. Động phút ân tình sao động một miền quê. Về đi em, về với quê anh. Nước mía bia hơi rồi loanh quanh ta đi dạo. Về bên anh không cần lo tiền gạo. Em làm dâu Nam Định chẳng phải dạng vừa đâu. Nói tục hệt dằm câu nhưng vẫn bao tình kia. Dòng phù sa nước bể tiếng nói ngọng thế thôi. Nhưng đã lo yêu em là xinh luôn bầy bê. Không tin em cứ về Nam Định với anh xem. Không thương anh em cũng cứ về Nam Định mà chơi. Không tin em cứ về Nam Định với anh xem. Không thương anh em cũng cứ về Nam Định mà chơi.